chết thôi mẹ cô hao đầy rồi. Ta chỉ bỏ lùa. Ta chỉ bỏ lùa, ta đi tiêm mùa, ta đi tiêm mùa nhà. Tình nhớ chè chú mẹ. Hả? Tình nhớ chè nè. Chúng ta sửa ăn một khá kem một đông chè. Tình tí hiểu chị. Tình tí hiểu chị. Ta đi tiêm mùa, ta đi tiêm mùa bỏ mà. Cây rồi nè. Nè bây giờ té chứ là chặt cây nó mà có hơi mất tiêu một lần. Chặt cây như thế này. Xin chào các bạn nhá. Đã quay trở lại với tập 2 video của mình. Thì là bây giờ mình sẽ qua lại đi sang nhà chú em ấy, thì là mình sẽ đi làm nốt cái công việc sáng nay mình làm xong. Mình sẽ làm sửa lại cái nền đó để làm cái mặt bằng để chuẩn bị đổ cái nền nhà. Đó thì tất cả các bạn cùng theo dõi tập 2 của mình xem mình làm nhá. Thôi bây giờ xin mời. Đó như các bạn nhìn thấy đó, nhà đang bên dưới đó. Thì là bây giờ mình sẽ đi xuống khi phải làm. Đây ngôi nhà thì nó nằm ngay ở cái chỗ cổng vào trụ sở thôn đấy nhá, các bạn nhá. Đó. Đây các bạn này, dân đã trồng đậu đây. Năm nay thì đậu nó không được xoay quả cho lắm đấy nhá, cả dưa các kiểu luôn. Năm nay thì thời tiết nó thay đổi liên tục cho nên là những cái kết quả các thứ là nó không ăn thua. Đây bên dưới này thì có mấy cây đậu này cũng gọi là tạm được đây. Đó. Rất ít là có những gốc là nên, có gốc thì nó không nên đâu. Đó ngoài là đây các bạn nha. Thì là bây giờ đã chuẩn bị xong những cái vật liệu rồi. Còn mới cái xi măng thôi, khả năng vài hôm nữa là sẽ làm xong đó. Đây như cái sáng nay này mình làm cũng là căn nhà này thôi. Chào các bạn chưa? Chào các bạn này. Đây, bắt đầu đi làm đó. Đây các bạn nha, coi như là bên nền cũng gần xong đó. Lại thế, nền tao phải cái cũng gần xong rồi, anh em chỉnh sửa nốt một tí nữa. Đây cũng do là ngôi nhà hơi chật hẹp cho nên là phải tạo tất cả mọi điều kiện để làm được. Đây cái giường sáng nay bên dưới này nhá, thì là có thể là bây giờ phải chuyển lại cái giường này vào đây. Đó. Mình sẽ nhường đường cho họ.
Đây các bạn này, do là đá quá to quá nặng cho nên là không bày được ra. Bây giờ là phải bắt buộc phải bổ bên trong nhà đã. Đó. Do cái quả đá này hơi to đấy. Đó. Úi ui, úi ui. Tránh xa tí, bắn một mặt nhé các bạn nhá. Mà nó đã được tôi không có chịu không á, sao có được? Nghĩa là
sau đi con, đàn nó ủ à. Sao à? Đã có kho, đã có... Đây nha các bạn nha. Đây thì là bây giờ hiện tại là cái nền này là mình đã hoàn thành xong rồi đó. Đây bên trong nhà này gọi là cũng tầm tầm ổn rồi. Đấy bây giờ anh em đã nghỉ rồi nhá. Đang 4 giờ 3 giờ hơn thôi, nhưng mà bây giờ anh em nghỉ làm xong như vậy thôi. Đây cho các bạn xem đàn vịt của nhà chú đây. Đó. Có một số rất đẹp chạy xinh gái luôn. Có người chưa mặc áo đâu, có một số người đang trần truồng thôi. Đây, chú nó làm cái máng này rất là ok. Đó, thiếu nước thì cho nó uống nước ở đây. Đây là cái ngô, bột ngô đó. Đây, ngôi nhà đang làm dở dang cho nên là cái chuồng gà thì nó chỉ tẩm như này thôi. Đó. Rồi chú mưa vài hôm đã xong là làm được cái mới ngon ngon thì cho nó vào. Đây là hai con gà, hôm nay mình giúp chú làm là tối nay đây, chú biếu mấy con gà. Hai con gà ăn tối đây nha mọi người nha. Đó. Thế rồi chị chiếu phải sợ đặt cái ít chủ ơi. Tài là chị có phải không có sợ. Không là cái nói gì là hú không là cái mà. Tôi chỉ ở tụ tại sao mà hú thở rồi nhé. Đây bếp đây các bạn nè. Đây còn hai cái nồi kia này, không biết còn cái gì bên trong. Đây còn nồi canh cá. Canh cá đông lại nhờ. Bây giờ nó đông nóng rồi. Bên nóng lên thì bên nó tan hết rồi. Không đông nữa. Chặt. Cho mình. Đây, bây giờ nó xia cái thế này. Chú dưới mà, họ nhé, xin chú tập luôn. Tập bác mũi nha nhờ. Bác mà tôi tập tôi bệnh cũng phải nha. Dạ hậu 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 hậu. Đây ha các bạn nha, bây giờ thì mình ăn cơm không? Ui, được cơm ăn rồi. Ăn cơm. Một ngày mới được ăn cơm nó. Yeah. Nhìn nó hài, tôi đã lại rồi. Tức là tao đi. Thành để tránh lỏng á. Đây mình mời tất cả các bạn ăn cơm nha. Đường dài bận á, nọt tà nữa. Thôi, ta còn vấn đề mà còn đường dài bận. Rồi đến đầu nữa vấn đề thứ nhì cái này. Đây thịt gà đây mọi người này. Họ. Từ đây luôn. Chào mọi người. Chúng tôi biết là. Nhớ mình
quan con là tốt. Con không phải ăn chết nữa. Nhưng cho cô nhiên thì bé đi nó hả chị, chứ có quả hết mà. Tôi chỉ nhỏ khăn chế này. Tôi nhỏ khăn chế này, cho mong thế này. Thịt gà ha mọi người à. Bị to ấy. Nhất đê, nhất bộ. Giỡn thằng gì nào? Mỏng, nó mỏng cái mà nếu mà tao xả à. Đúng mỏng thì nó xả cho chiếc con mà xả xuống là chịu hồi nhau. Đã ơ, bây giờ ơ, thật hết rồi. Nổi mặn. Phá cỡ, cái tiêu. Chị hào mày chê gì mùm. Chê nè. Ủa? Chị hào á. Chê gì mùm to này. Ừ, hà, cụ tầm nhát ớt dạng con nhát. Nhát tầm mất mạch của mấy à. Cái nó này không tìm á? Nó kìa, chị to. Đây, mày các bạn đi rượu nhá. Nó. Nó bên nó chẳng có một cụ tùm bố nhá. Lo đấy. Cảm ơn chị tối. Không nó mở từ lúc à, từ lúc nó mở đâu có cho này chứ như có mùi khét nó vô hết rồi. Ừ, mới luôn máy ảnh ca thật xả lúc ca hỏi lúc sau cu kim kim nè cái ý giàu mới chèn ngò qua cú chào mà cú chào tao ua tao giống là mày cú lên lạc thì ua thế. Sai mà cứ sửa tua thiết kế dùng là nửa vé tao nửa tao khen dùng. Có tao tiếc. Lấy mời các bạn đây xem nào. Ui giời. Còn đang nhớ hài lao chế hoặc là hung hăng á, xa á. Đây cái này là người dân đang tự làm đó vậy. Có con này cho nó tiên. Cho nó tiên bà con. Các bạn ha, bây giờ thì mình ăn cơm xong rồi nhá. Công việc thì gọi là bây giờ cũng xong rồi. Bây giờ cũng đến lúc mình kết thúc video tại đây thôi các bạn nhá. Các bạn xem thấy video mình hay thì nhớ đăng ký và like chia sẻ cho nhiều người cùng xem các bạn nhé. Để mình có động lực làm những video tiếp theo thì nó sẽ cũng sẽ hay hơn. Đó. Thôi bây giờ mình chào tạm biệt các bạn nhé.